Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế công thức nước ép 3 tầng gồm có siro, lưu, xanh dương, nước ép cam và nước ép cà rốt. Thì cách làm như sau, thì nước cam mình sẽ dắt ra, sau đó mình lấy 50ml nước cam. Nước ép cà rốt thì mình cho cà rốt trực tiếp vào máy ép, xong mình lấy nước cốt là 50% và siro. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho 30ml siro xanh dương. Rồi mình đổ trực tiếp vô ly. Sau đó mình sẽ cho một cúc đá. Mình tiếp tục mình cho 50ml nước cam. Mình đổ trên viên đá cho nước cam từ từ chảy xuống. Tạo tầng thứ hai. Rồi mình sẽ cho thêm một cúc đá để tạo tầng thứ ba. Đây là nước ép cà rốt. Mình đổ trên viên đá, từ từ sẽ chảy xuống. Rồi mình cho một cái khuấy. Kèm theo một cái ống hút. Mình trang trí một trái cherry, một lát cam, rồi sẽ tạo cho mình một ly nước ép 3 tầng. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.